niềm nở kìa. Nhiều người ta niềm nở luôn. Cực lực quá vậy. Lên làng thì mới biết được đây là con của em Vương mọi người. Em Vương có con rồi. Lần đầu tiên em đến đi chung với nhà mình mà đi du lịch và xa luôn mọi người. Đi gặp mặt mà du lịch xa, gặp tổng gia đình luôn. Ok, hello các bạn ha. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ soạn đồ để chuẩn bị đi Đà Lạt mọi người ơi. Đó, nè, bây giờ cắt cho chó ăn phải không? Cô là mọi người. Cắt thịt hết cho chó ăn, xương rồi cho mình nè. Cái này là nửa cái, còn anh nửa cái trong son kìa. Trời đất ơi. Của anh là nửa cái trong son kìa. Mọi người coi nè, nó ăn 1 phút 30 giây là hết luôn. Chó này không ăn cơm. Chó này nó heo thì thiệt chứ. Không phải mọi người, con chó này nó ở với ba em á thì nó vẫn ăn cơm nha. Nó ăn cơm chán với cơm với nước rồi nó cũng ăn nữa. Không biết sao nó về nhà em là nó không ăn cơm, nó bỏ cơm vậy đó. Ông bữa đem về 2 ngày nó nhịn đói 2 ngày. Xong rồi cái anh thấy vậy mới cho nó ăn thịt ăn cá. Vậy mà nó ăn. Mà cho ăn cơm nó không ăn. Tại vì em chiều nó. Vậy mà nó nhịn đó 2-3 ngày luôn á. Nó chờ em cho ăn cái này nó mới ăn. Em nhịn đó 2-3 ngày đói quá nó cũng sẽ ăn thôi. Bữa em cho ai cây nước xích mà nó chê nó không ăn được cây à. Mọi người đây là lần đầu tiên em Dương về nhà, về phòng của mình mọi người. Phòng của mình rất là bừa bộn. Thì đó giờ mình lãnh nút bạc mà em Dương chưa bao giờ cầm nút bạc của mình á. Hôm nay qua nhà xong mở khu cho mọi người. Hôm nay em Dương mới bóc tem á, trước ăn mừng không à. Em Dương chưa thấy nút bạc tại mình để ở nhà không à. Không hả? Đó là nút bạc. Có giá trị không? Lần đầu tiên em Dương về nhà mình luôn á, em Dương cảm thấy như thế nào? Bỡ ngỡ, bàng hoàng, hoang mang. Giống con của Dương đã nói gì? Bất lực. Bất lực hả? Ok mọi người ha, thì xíu nữa mình với em Dương sẽ đi Đà Lạt cho nên là em Dương qua nhà mình luôn mọi người. Lần đầu tiên đi du lịch xa với anh nội nhưng mà đi chung với cả nhà. Lần đầu tiên về nhà nữa. Đúng rồi, lần đầu tiên về nhà. Nhiều lần đầu tiên là lần đầu tiên mở nút quạt luôn. Cảm giác của anh Dương như thế nào? Cảm giác lần lần nha. Có tả mùi. Vô lúc rồi. Hôm nay là 750 hai người nha mọi người. Nhưng mà em thấy chặt hay không? Gì ghê sát nữa. Anh thấy là chắc chân được không? Hơi hơi chậm xíu. Tại vì anh mập thôi. Nếu mà anh ốm thì không sao. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Ok, hello mọi người ha. Hiện tại mình đang đi đồi Thiên Phúc Đức kìa mọi người. Nghe review trên TikTok quá, đi mình thấy có hôm nay giống que à. Có mấy người à, đó, có phái đoàn của mình à. Chân mình nãy giờ bị sứt móng nguyên miếng thịt luôn. Mấy đứa nhỏ này đang bị đau chân nữa. Em ơi. Bây giờ mới lên mùa ột đạn này nè, lên không được nữa mọi người ơi. Rồi bây giờ đi xuống. Trời đang mưa nữa, có mấy anh chị kia, đám bên kia cũng đi giống mình mà cũng đi xuống. Người lần đầu tiên mình đi đạp dịch mọi người, đi lại rất là nhiều lần nhưng mà lần đầu tiên mình đạp dịch. Em Dương phía trước với hai đứa nhỏ của mình. Em Dương cũng lần đầu tiên luôn à, bây giờ mình xuống dịch nè. Ủa đạp ngược mà. Đạp ngược quên, anh cứ quen. Đó, đó. Ghê quá à. Không phải là em ăn gút, nó bị em đụng 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 này. Được không? Đạp tới được rồi anh ơi. Đạp tới phải không? Wow. Đạp nhẹ nhẹ lấy sức một tí đạp nữa một tiếng đồng hồ luôn á. Cái này đạp một tiếng đồng hồ cho mọi người 140. 140 giờ nó quá rồi. Mỗi chân, mỗi người ta niềm nở kìa. Nhiều người ta niềm nở không? Cực lực quá vậy. Em ơi. Em làm gì mà hay ho vậy? Đi chơi đi mà mặc quần đùi. Trời lạnh mà mặc quần đùi. Nên họ thấy cứng mọi người mà mặc quần đùi hay lạnh. Rồi em giới thiệu con em đi. Trời ơi con em là mọi người. Trời ơi bây giờ lạc mình được cái con. Chào mẹ đi con. Rồi. Lên Đà Lạt thì mới biết được đây là con của em Vương mọi người. Em Vương có con rồi. Rồi con chào mọi người đi. Ok, hello mọi người, hiện tại mình với em Dương đang đi chợ Đà Lạt nè mọi người. Em Dương đang mua khoai nướng. Cái nón bị xéo hay sao vậy?
Trời Lạc hôm nay rất là đông luôn nha mọi người. Hôm nay là thứ 6, đông nghẹt nghẹt luôn. Mở cái vậy? Đây. Giống xương hổ. Lần đầu tiên em mới đi chung với nhà mình mà đi du lịch nhà xa luôn mọi người. Đi gặp mặt du lịch xa, gặp tổng gia đình luôn. Thấy cái sạp ấy, bánh tráng mọi người. Em Dương đang ghé mua à. Em Dương đạo bánh tráng lắm. Khung cảnh xung quanh nha. Hôm nay là thứ 6 nha mọi người, khung cảnh Chợ Đà Lạt nè. Yeah. Đó, thì Chợ Đà Lạt lúc nào cũng đông đúc như vậy đó mọi người. Đặc biệt là ngày cuối tuần. Mình với em Dương đang đi mua cái chiên bò viên nè mọi người. Phía sau mình là mấy anh em đang gáp, đang ngồi đợi gáp ngắn, gáp dài. Mặc dù rất là đông luôn nhưng mà nãy giờ mình thấy ít người ta ít đặt xe gáp á, toàn người xe hơi không à, hay là ta muốn xe đi là chính không à. Gáp này chắc ế lắm. Đem ngồi ăn đồ nướng mọi người. Lần đầu tiên mình với em Dương mới được đi chơi xa vậy á, hồi trước đi Vũng Tàu không à. Em Dương cứ kêu camera xấu mà trong khi mình đang xài là iPhone 11 Pro mọi người. Đúng rồi, sắc nét tình tí nào đấy. iPhone thì nó sắc nét nó đẹp mà em Dương kêu xấu. Rồi, em ấy bịt mặt lại luôn rồi. Lần đầu tiên mình đi với anh em gái về nè. Hoang mang bàng hoàng. Vui mà. Vui không? Thấy mấy đi nhà mình kiểu ngại á, im im re à. Đúng không? Đi. Đúng rồi, mình nói nhiều mà hôm nay đi lúc này đi ít nói. Tại vì đâu biết nói gì hết. Vậy mà lúc mà mình qua nhà của em ấy sao không nói chuyện với ngoại đi, sao em ngồi im re vậy? Rồi không có im, không có hòa đồng với mọi người gì hết. Không hề nói chuyện với ngoại hết không ngoại gì hết. Sao em cứ im hoài rồi em nằm đó chứ anh không giao tiếp gì hết. Đâu đây em không. Bây giờ qua nhà mình cái em ấy sao? Em ấy cũng như mình vậy đó. Khi mà trong hoàn cảnh đó thì mọi người mới biết được. Tính ra là em ấy toàn chào không, mấy thứ cũng đâu có nói với ngoại mình câu nào đâu. Hồi trước mình cũng vậy, mình cũng về cũng ngại đâu biết nói gì đâu. Tại vì con trai á, ví dụ như nói chuyện với cha của em ấy, cha mới thích nhậu á, mình thích nhậu thì mới bắt đài được. Còn cha của em ấy thích nhậu, còn mình không thích nhậu thì đâu có bắt đài được đâu. Đúng không? Thường thường mà. Mẹ mình nhắn là xíu nay là cho mình với em Dương ngủ một phòng. Ngủ riêng một phòng. Tại vì ngủ nguyên một vàng bốn giường rồi, còn em Dương thì ngủ chung với mười mấy người. Nói chung hơi ngại mọi người, lần đầu tiên gặp mặt cả gia đình luôn á mà ngủ chung hết thì cũng ngại á. Em một phòng bốn giường mà ngủ chung hết thì ngại, mà em nói hậu á để phòng riêng mà ông ngoại đừng ngủ phòng riêng không biết sao nữa. Ông ngoại bị đau chân phải có giường à, không biết sao. Dạ đúng rồi, cái rau đó kia còn kia chị bỏ hộp giùm em nha. Đi xuống dọc đường là mẹ em gì mẹ cũng lo chứ. Nói gì? Lo quá trời lo, ý là hỏi sao hoài luôn, hỏi hoài luôn, hỏi thăm hoài luôn. Hỏi thăm em á. Hỏi này kia thằng hỏi thăm này kia. Ở đây cái gì cũng đắt. Đắt hơn rồi. Anh tiên uống chữ ngày đó sợ đâu, anh nói không kìa ơi. Không giống mực vậy nè. Không có cái gì bạch tùng. Bây giờ mình sẽ chở em Vui về rồi, mình ăn rớt xong rồi. Vui không muốn nói gì nữa. Nó đang ngồi. Về biết ngủ sao. Vui đang lo vụ ngủ hả? Lần đầu tiên gặp mặt ông ngủ mà. Còn mười mấy người trong nhà luôn. Đây là bộ đồ thứ ba. Chẳng thấy hơi rộng nha, đúng không? Đây là khung cảnh xung quanh nè mọi người. Đây là ép cánh đồng hoa gì đó. Đó, ở đây người ta cho thuê đồ, cái chị kia thuê một bộ mọi người. Thuê vậy là 200 ngàn cho một bộ lần nha mọi người. Áo của em Vương đi mặc là 100. Cô Tư con đang rửa máy cho cô Tư á. Nó cũng thuê. Sẽ chung với đồ. Mà thôi đó được nó hả? Được. Ok, hello mọi người, hiện tại mình với rồi, sao gì được chưa? Mình với máy đang đi ép cánh đồng hoa gì đó, em Dương kêu ở đây cảnh đẹp, Dương khoái lắm nhưng mà mình chụp hình xong mình đổ hết mồ hôi ok luôn, mặc dù đang ở Đà Lạt đó mọi người. Thấy thác không ạ? Ở đây đẹp nè mọi người. Quá đẹp. Rồi, hôm bữa thấy em Dương lo lắng không? Ở chợ đêm mọi người, thấy em Dương lo lắng không? Có không? Ngủ với mẹ thoải mái gì? Gì? Ngủ với mẹ. Có ngủ chung đẹp với mẹ, chung giường với mẹ, với em gái luôn. Nói chung là thoải mái, vui lắm, nhà nội vui hơn vậy. Mẹ em thì buồn hơn, rất học
few moments later. Em Dương mới vừa đi về Đà Lạt về mọi người. Em Dương hôm nay ngủ với mẹ mình, với mình với em gái của mình trong phòng luôn, tại về trễ á. Em ấy đang làm đồ xào cho mình, mì xào cho mình ăn. Hôm nay em ấy qua nhà của mình luôn. Lần đầu tiên em ấy ngủ tại nhà của mình luôn, ngủ với mẹ mình luôn mọi người. Đây mọi người, đây là nhà của mình. Em Dương em đang làm đồ ăn cho mình nè. Đang làm mì xào. Đó. Lần đầu trải nghiệm như về nhà mình ngủ. Rồi bây giờ tụi ăn xong rồi tụi mình sẽ lên ngủ mọi người ơi. Hiện tại mình với em Dương mới vừa ngủ dậy. Tại vì quay nhúng anh sợ ra. Em ơi mà ăn cỏ trầm như chết luôn á. Tối nay ngủ ngon. Ngủ ngon là tại vì có thuốc chứ phải ngủ ngon là tại vì ngủ ở đây đúng không? Đúng rồi. Chị lên xe có uống thuốc cho mối, thuốc ngủ mà. Rồi sao, nếu mà sau này mà ở lâu dài ở đây được không? Ngủ với mẹ vậy luôn hả? Thì ở lên trên phòng anh với em ngủ. Dương mới giờ đi gọi đầu về, bây giờ được em mình mang thơm lên cho ăn. Đó. Đó, bây giờ chuyển qua ăn mận rồi mọi người ơi. Có không? Nè, có. Chị ba xí sẵn bánh chén rồi. Được, chị ba thấy sẵn bánh chén rồi. Ờ. Nhưng mà anh ba bị chó dí á. Này, chị ba, chị Dương đi mua bánh mì với anh ba xong rồi đứng chỗ mua bánh mì, cái chó gai gượt á. Trong á, ổng hiện xe anh bỏ chị Dương lại luôn. Trời ơi, cũng luôn. Có gượt xong hiện xe bỏ chị Dương lại. Không phải, ý là anh ba chạy trước cái gì cuốn chị Dương sao? Thôi đi cứu, đúng rồi cứu nha, nếu mà chó cắn là anh về để anh chở anh vô bệnh viện đúng không? Thầy trời ơi, đành lòng luôn á, lên xe ngồi xe cái hiện đi luôn, bỏ chị Dương. trời bỏ chị Dương gối gối luôn á, hay quá. Giờ thì không, chị Dương đang đứng vô bánh mì, cái anh ba đang đứng trên xe, cái chó nhào ra thì phải sao? Theo quán tính là phải... Theo quán tính là anh ba gọi chị Dương lại, trời ơi, ép không? Theo quán tính thì em cũng như vậy. Thôi buồn quá, thôi đi về, yeah. Qua ly đi về. Buồn quá. Em sợ chó nhưng mà em thích chó, nhưng mà chó dữ thì em chạy. Đó, hai chị em giống nhau mà sợ chó mà thích chó. Không giờ chị Dương lên xe chứ. Anh ba mở đi đành đạn lắm luôn, không kêu là không quay đầu lại luôn á. Kêu không quay đầu lại luôn á. Hai anh em giống nhau rồi. Giống nhau, bởi vì đâu có thương yêu gì tôi đâu. Em Dương đang giặt đồ cho mình. Phải không? Em Dương đang xếp đồ cho mình. Thấy em Dương đẫm đơn không? Mọi người thấy em Dương giỏi chưa? Em Dương về là em Dương dọn phòng hết. Em Dương nói là cứ mỗi tuần là sẽ qua phòng mình dọn phòng. No. Rồi, sao? Làm sao mà qua bộn nữa là quýnh ra, gãy răng.